thì nó vẫn diễn ra. Trong một con hẻm, chiếc xe có lắp camera hành trình đang đi gần hết con hẻm rồi thì bất ngờ ở phía trước có một chiếc xe ô tô màu đen đang lưu thông đến. Và người ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen này là một nữ tài xế. Nữ tài xế không chịu lùi lại, không chịu nhường đường cho chiếc xe có lắp camera hành trình. Chiếc xe có lắp camera hành trình sau đó đã nhường đường cho chiếc xe ô tô màu đen kia, nhưng vẫn có tranh luận xảy ra giữa hai bên. Giữa hai bên đã có những lời qua tiếng lại. Tôi lại còn đi dạy đời người khác. Xe đẹp đây nhưng mà ý thức chịu được. Và sau một hồi tranh luận thì chị gái cứ đứng lì ra đó và bắt buộc chiếc xe có lắp camera hành trình phải nhường đường cho chiếc xe ô tô màu đen kia tiếp tục lưu thông. Sự việc xảy ra vào ngày 25 tháng 2 2024. Mèn đen, ơi, dừng lại, đừng có sang đường nữa, đừng có sang đường nữa. Ôi, sợ thiệt nha. May mắn là vẫn chưa xảy ra tai nạn. Hãy chú ý vào người đàn ông đi xe gắn máy này. Một tình huống cố tình phá hoại tài sản của người khác. Theo một số thông tin biết được thì trước đó đã có cự cãi giữa chiếc xe ô tô màu đỏ với người đi xe gắn máy này về việc đậu xe, về việc đổ xe. Và sau khi tranh luận thì người đàn ông này đi về nhà lấy xe gắn máy ra. Và diễn biến tiếp theo là như trong clip các bạn đang theo dõi. Sự việc xảy ra vào ngày 18 tháng 8 2024. Ở phía trước có một chiếc xe container đang đi ngược chiều. Rồi mèn đất ơi, sợ chưa? Và tài xế trên xe có lắp camera hành trình là bắt buộc chiếc xe container ở phía trước phải lùi lại. Một tình huống đi ngược chiều bất chấp an toàn tính mạng của bản thân và xem thường tính mạng của những người khác. Đi như thế này xảy ra tai nạn thì lại bảo người tài xế sau lại bạc. Chiếc xe có lắp camera hành trình chắc nhiều người đang nghĩ là đang đi ngược chiều. Lý do mà chiếc xe có lắp camera hành trình đang đi ngược chiều là do ở bên làn đường bên phía bên cạnh có tai nạn giao thông. Thì lúc này ở phía trên có một chiếc xe tải đang lưu thông xuống. Dường như tài xế xe tải đã không tập trung và đang nhìn bên phía làn đường bên kia. Làn đường đang có tai nạn xảy ra. Do đó suýt một tí nữa thôi đã va chạm với chiếc xe có lắp camera hành trình. Ui, may mắn là đâu lại vào đấy. Vẫn chưa có tai nạn xảy ra. Xin nhắc lại một lần nữa, lý do mà chiếc xe có lắp camera hành trình đang đi ngược chiều là cho ở bên phía làn đường bên phía tay phải, làn đường bên cạnh là đang có tai nạn giao thông xảy ra, cho đó không thể lưu thông ở cái đoạn đường đó, bắt buộc chiếc xe có lắp camera hành trình phải lưu thông ngược chiều. Đấy, chúng ta có thể thấy là ở bên phía làn đường bên cạnh đang có tai nạn xảy ra. Do đó chiếc xe có lắp camera hành trình phải di chuyển sang làn đường phía bên đây để đi ngược chiều. Và cảnh sát giao thông đã có một số nhắc nhở đối với tài xế trên chiếc xe tải kia. Đi cẩn thận lại nghe, đi đàng hoàng lại nghe không? Và chiếc xe có lắp camera hành trình tiếp tục lưu thông và lúc này mới đi sang đúng phần đường làn đường. Đi đúng chiều, chứ không phải tự nhiên mà chiếc xe có lắp camera hành trình đi ngược chiều đâu, do ở phía bên làn đường bên kia có tai nạn. Sự việc này xảy ra vào ngày 17 tháng 8 2024. Xin đây. Ôi ơi 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 cô. Một người đi xe máy điện sang đường y rang giống như là kiểu cô đang chạy ở trong sân nhà chứ không phải là chạy ở ngoài đường. Ôi, sợ thiệt nha mà con. Quýu dân đây nè. Vạch ánh sửa đang là vạch vàng lên. Đường này là đường cấm vượt, không một phương tiện nào có thể vượt. Ôi ơi, nhưng mà ở phía trước Kìa có một chiếc xe vẫn cố tình vượt lên. Là một chiếc xe tải. Mẹ đất ơi, sợ thế.
một chiếc xe tải màu vàng, một tên đồn lẳng lặng cướp đường, đi trên phần đường của người khác, một tên đồn xem thường pháp luật. Sự việc này xảy ra vào ngày 17 tháng 8 2024. Lại tiếp tục là một tên đồn lẳng lặng cướp đường để đi. Lại thêm một tình huống vượt ngày khu vực cấm vượt, vượt cây tại khúc cua luôn. Đường đã bé đã hẹp rồi mà lại còn sám vượt. Bây giờ tình trạng lấn làn vượt ẩu sau ngày càng có dấu hiệu cho tăng, mà thường thường mấy ông này vượt là chọn ngay khúc cua để vượt không mấy ghê á. Có một chiếc xe khách đang quay đầu, cái này là quay đầu ở trên cao tốc luôn. Thưa quý vị bà con cô bác anh chị ơi, quay đầu ở trên cao tốc, quay đầu để đi ngược chiều nha. Không biết là ở phía trước có gặp sự cố gì hay không mà chiếc xe khách này lại quyết định đi ngược chiều. Đi ngược chiều như thế này thì không đảm bảo an toàn đâu. Vậy là thấy ở phía sau chiếc xe khách này còn có những chiếc xe ô tô khác cũng đang nối đuôi nhau để đi ngược chiều. Có lẽ là đoạn đường ở phía trên đang có cái sự việc gì đó khiến cho những phương tiện mới quay đầu để đi ngược chiều. Cái này là em đoán như vậy thôi. Có quá nhiều xe đi ngược chiều ở trong tình huống này. Sự việc này xảy ra vào ngày 18 tháng 8 2024, có một chiếc xe ô tô đi ngược chiều. Mẹn đất ơi. Sự việc xảy ra tại Bình Định. Ôi. Lại tiếp tục là một tình huống đi ngược chiều mà lại còn thi gan, không lùi lại. Đấy, một tình huống cố chấp rõ ràng. Chiếc xe ô tô ở phía trước đang đối đầu và thi gan với chiếc xe có lắp camera hành trình. Ôi ơi. Hết lẳng làng rồi lại đi ngược chiều. Hai cái tình trạng này là xảy ra thường xuyên nhất mà khi chúng ta lưu thông ở trên đường thường gặp phải. Tiếp tục là một tình huống không chịu xếp hàng, một tình huống hay chúng ta nói đùa rằng là một tình huống khôn lợi, một tình huống cố chen lên, một tình huống cướp đường của người khác để đi. Và lúc này chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng ở phía trước đang đối đầu với những cái phương tiện khác đang lưu thông xuống. Ở bên phía tay phải màn ảnh các bạn anh chị chúng ta đang theo dõi, chúng ta có thể thấy là có một hàng xe xếp hàng ngay ngắn, văn minh, rất là đẹp, cho thấy là văn hóa giao thông cực kỳ tốt. Nhưng đâu đó vẫn còn có một con sâu thích làm sầu nồi canh, điển hình là như ở trong tình huống này. Chiếc xe ô tô màu trắng thay vì xếp hàng giống như người ta thì chiếc xe ô tô màu trắng này lại cố tình chen lên để đi ngược chiều, cướp đường của người khác để đi. Và cái kết là chiếc xe ô tô màu trắng này phải lùi lại và xếp hàng lại từ đầu, cuối cùng là lại chậm hơn người ta. Mẹ đét ơi, đi như vậy để chị không biết nữa ạ. Không có nhanh thêm được tí nào đâu. Sự việc xảy ra vào ngày 17 tháng 8 2024, vạch ở sữa đang là vạch vàng liền khe. Lại tiếp tục là một tình huống ngay khu vực cấm vượt, nhưng mà đâu đó vẫn có những tình huống thích vượt ngay khu vực cấm vượt, điển hình là chiếc ô tô màu trắng này. À, xả thiệt nha, xả thiệt á. Một chiếc xe ô tô đang đậu ngược chiều và lúc này chiếc xe có lắp camera hành trình không thể lưu thông luôn. Đậu ngược chiều. Đấy. Sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 8 2024 tại tuyến đường của thị 6 thành phố Biên Hòa, có một chiếc xe ô tô màu đỏ. Chiếc xe ô tô màu đỏ này không biết đi kiểu gì luôn. Rẽ ngược chiều, đi ngược chiều. Sự việc này xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, ở phía trước có một chiếc xe 16 chỗ đang đón trả khách. Mẹ mẹ ơi, mấy cha xem thường tính mạng của người khác quá. Sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 8 2024. Hãy chú ý vào chiếc xe ô tô này đấy, chuyển vô làn trong rồi lại chuyển ra làn ngoài, chuyển ra làn ngoài xong rồi lại tiếp tục chuyển vào làn trong. Cha nội đi kiểu gì chạy. Sự việc này xảy ra vào ngày 15 tháng 8 2024, từ phía sau có một chiếc xe ô tô màu trắng bắt đầu vượt lên và ép chiếc xe có lắp camera hành trình. Tình huống diễn ra ở trên cầu tốc, quá ghê, quá ớn, quá dễ để xảy ra tai nạn. Bây giờ mấy cha xem thường tính mạng của bản thân quá vậy. Có quá nhiều xe đang đi vào làn đường khẩn cấp. Sự việc xảy ra vào ngày 18 tháng 8 2024. Xe không có hề gặp sự cố đâu, tại mấy cha này thích khôn lỗi, thích đi vào làn đường khẩn cấp. Với lại cái mức phạt đi vào làn đường khẩn cấp vẫn còn hơi ít, do đó mấy khứa này hình như là không sợ, không có tính răn đe, do đó vẫn cứ thích đi vào làn đường khẩn cấp, thích bon sen đi vào làn đường khẩn cấp. Cái ông này mới nhỏ nè, cũng đang đi vào làn đường khẩn cấp, lúc này mới tấp vào trong đó để đi đúng luật. Thì ở phía sau có một chiếc xe cảnh sát giao thông bắt đầu mới chạy đến, rồi xong rồi sao mà thoát được.
đây. Và từ bên trong chiếc xe cảnh sát giao thông này mới thò một cái cánh tay ra và vỗ nhẹ vào cái chiếc xe ô tô màu đỏ ở bên cạnh. Rồi xong phim. Rồi xong phim luôn. Đóng phạt thôi. Làn đường khẩn cấp chỉ dành cho những làn đường khẩn cấp chỉ dành cho những việc khẩn cấp, những phương tiện ưu tiên mà thôi. Sự việc này xảy ra vào ngày 7 tháng 6 2024. Có một người đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm mà lại còn đi ngược chiều. Bạn đặt ai sợ ha. Hãy chú ý vào chiếc xe ô tô màu đen này lẫn người đi xe gắn máy. Chiếc xe ô tô màu đen này bật xi nhan một phát rồi bắt đầu chuyển làn luôn và lập tức đã có va chạm xảy ra rồi. Chạy rồi đi kiểu gì không biết luôn. Hình như là lái xe mà không chịu nhìn vào gương hậu hay sao á. Bật một phát là chuyển làn ngay luôn. Chúng ta cùng nhau xem chậm lại tình huống này một lần nữa nào. Đó. Cái này khả năng cao là không nhìn vào gương hậu thôi. Xin cảm ơn bà con, cô bác, anh chị, các bác tài, các tài xế đã theo dõi một cái số tình huống có trên kênh của Tin Đông Phút. Chúc tất cả các bác tài, các tài xế lái xe một cách an toàn và quan trọng bình an trên mọi nẻo đường. Xin chào và hẹn gặp lại bà con, quý cô bác, anh chị trong những tình huống tiếp theo. Bye bye.